Mời các bạn theo dõi bài viết Khi lời nói thật bị mạt sát. Bài của tác giả Cánh Cò đăng trên blog Á Châu Tự Do. Người ta thường nói sự thật mất lòng. Ngay cả một người tự nhận mình vừa hiếp dâm, vừa giết người, hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà, cho dù thành thật thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó. Và với bản năng của con người, ít nhất một thời gian sau người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ. Nhưng có cái thành thật thú nhận lại bị người ta mạt sát, và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ bởi lời trần tình ấy được phân tích qua lăng kính của một sự thật khác, sự thật của một tội ác và lòng tham vô tận của một tập đoàn, của một chế độ. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giữa nhân dân rằng chống tham nhũng là khó vì ta tự đánh ta, thì đó là lời thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như nhiều người cười cợt, mà nó thành thật đến ngu xuẩn, vì vậy nó bị mạt sát. Nó bị mạt sát vì thò cái đuôi cáo ra, con cáo luôn giả vờ ngây ngô để được yên vị trên chiếc ghế cao nhất, luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta, những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng, là đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng, vì vậy thật là khó đánh. Vì càng đánh trúng thì tôi và chúng ta lại càng đau, cùng vỡ đầu, cùng sứt trán. Có lời thú nhận nào khẩn thiết và đáng mạt sát như vậy hay không? Nhất là trong thời điểm này, một thời điểm mà cả nước đang căng lưng dưới bầu trời u ám của bão lũ, của ô nhiễm, từ tiếng khóc đứt ruột của hơn 30 gia đình, có người thân vùi thây trong dòng nước cuồn nổ bởi những chiếc thủy đập đúng quy trình. Lời thú nhận ấy sẽ còn đâm vang sâu rộng trong các bài viết phân tích của nhiều tác giả sau này, ngay cả khi ông Trọng và đảng của ông may mắn hạ cánh an toàn, và đảng của ông may mắn không bị trả thù theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng của người Do Thái. Lời thú nhận ấy cũng sẽ bị đem làm bằng chứng cho các hành vi của Đảng Cộng sản từng làm trên mảnh đất Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt lúc người dân đau khổ, và khi xuất hiện trở lại càng làm cho họ thù hằn, uất hận nhiều hơn. Giá như ông cứ giả vờ bệnh nằm viện trong khi dân chúng hụp lằn trong trùng trùng sóng nước, thì người dân sẽ làm ngơ cho ông. Đằng này ông lại xum xuê bợ đỡ như một lãnh tụ đạo đức. Ông cười cợt chúc người này tiếp người khác như ông là người ngoại quốc tới thăm Việt Nam. Ông không ý thức một việc nhỏ, nhưng lại lãnh chức lớn cao nhất của Việt Nam chỉ có hai giải thích. Một là hơn 4 triệu đảng viên đều đáng nguyền rủa như ông, bởi họ thành tâm muốn ông làm lãnh tụ cho họ. Hai là hơn 4 triệu đảng viên ấy lợi dụng sự lú lẫn của ông để họ tiếp tục vơ vét, bởi tin chắc rằng ông cũng tham nhũng như họ. Hai giải thích tương đối giống nhau, nhưng gộp chung lại thì đó là cách lý giải hay nhất cho vai trò của ông Trọng từ trước đến nay. Ông là người lãnh đạo Cộng sản đáng được toàn đảng yêu nhất, mặc dù bị toàn dân khó chịu và ghét bỏ nhất. Đó là nguyên do sự thật ông tỏ bày một cách thành thật nhất, lại đáng bị mạt sát hơn bất cứ lời tự thú nào. Ông đã ra lệnh đánh Trịnh Xuân Thanh, nhưng cũng lại ra lệnh hoãn binh đối với Đinh La Thăng, là thầy của Thanh khi còn ở tập đoàn dầu khí. Ông đánh thằng nhỏ nhưng lại sợ thằng lớn hơn. Ông đánh kẻ chạy đi nhưng lại phân vân với người đang trừng mắt nhìn ông ngay tại cái thành phố lớn nhất của nước này. Vậy thì ông ơi, nếu người khác là ông, họ sẽ không giải gì thú nhận cái sự thật chúng ta đều tham nhũng. Có nghĩa là ông cũng là thằng Thanh, là Thăng, là hàng ngàn kẻ khác trong cái đảng này. Bởi vậy, người dân mạt sát ông là phải. Chọn lựa bị mạt sát để đưa ra thông điệp đồng cảm hơn cho 4 triệu đảng viên là một thái độ khôn ngoan. Vì vậy, nếu là đảng viên, tôi cũng tuyên bố sẽ bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, cho tới khi nào lời tuyên bố sắp tới của ông hết bị mạt sát mới thôi. Bài viết của tác giả Cánh Cò đăng trên blog Á Châu Tự Do.
chân trần khơi từ phá núi khai sông. Nam tiến bắc trần mang theo ánh mắt chia ly. Ồ dòng ngầu ơ mẹ ơi, hành trang con đi 4000 năm lẻ. Những bước chân trần cùng nhịp đi tìm tự do. Loang xoang xích riêng lê theo đất nước gian nan. Từng người cột chung vào nhau sợi thừng dài hơn 2000 cây số. Và người đi trên đường hòa bình như một đoàn tù thống nhất đồng ca. Đàn còn sau chiến tranh thần kỳ dành cho dân đen đua đòi yêu nước. Mỏi mòn đi ngang đường sự thật, mắt người mờ trừng mắt lũ già ngơ. Đoàn đường công lý treo biên đề cấm tụ tập cấm người đi. Gặp nhau trên đường hành động, đưa người làm sọt đưa vân thờ lâu. Vạch ngược dâm trái tim xanh tròn, đoàn quân không gương tới cầm dây bút. Sự ngàn năm nay bị làm nhục, sẽ bỏ cùng hợp nhau viết một trang. Mình gọi nhau những tên linh quen, người tàn công đời gặp nhau trên đường hành động. Ta vượt dốc này ta gặp tương lai. Trên đường hòa bình như một đoàn tù thống nhất đồng ca. Đàn còn sau chiến tranh thần kỳ dành cho dân đen đua đòi yêu nước. Mỏi mòn đi ngang đường sự thật, mắt người mờ trừng mắt lũ già ngơ. Đoàn đường công lý treo biên đề cấm tụ tập cấm người đi. Tìm gặp nhau trên đường hành động, đưa người làm sọt đưa vân thờ lâu. Vạch ngược dâm trái tim xanh tròn, đoàn quân không gương tới cầm dây bút. Sự ngàn năm nay bị làm nhục, sẽ bỏ cùng hợp nhau viết một trang. Gọi nhau những tên linh quen, đời tàn không đời bình quân. Cùng gặp nhau trên đường hành động, ta vượt dốc này ta gặp.
rồi sóng vỗ núi lặng ngừng mây, có những màn đêm chờ mãi bình minh, có những mảnh vườn ngỡ thôi đơm trái, và những ngày ngỡ sẽ mãi tan phai. Ngồi cùng tiếng non sông từ trong em thoáng dặng núi mây ngàn vặn mê linh voi cồng chiêng trống trận vai nỗi đời riêng vai gánh sơn hà ngồi cùng em quê hương theo thanh âm mầm đơm trái yêu thương để qua em bài thơ xưa sống lại ngủ đi em mai sáng lên đường qua em bài thơ xưa sống lại